Hello, xin kính chào anh chị các bạn đang xem video trên kênh Điện Thoại Tinh Ninh. Vị trí đất ngày hôm nay khá là quen thuộc. Thì trong 5 lô đất mà Hoàng đã đăng tại ấp Long Phú, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngoài kia là đường nhựa để dẫn phao cô đồng đất vào tới lô đất của mình ngày hôm nay. Trong 5 lô thì Hoàng đã bán hết 3 lô rồi chị. Ngày hôm nay thì còn 2 lô liền kề với hậu dày thẩm thực lên đến 103m. Lô đầu, lô thứ 2 Hoàng đã bán, còn lại lô thứ 3, lô thứ 4. Còn lô thứ 5 đã bán rồi nha anh chị. Và chắc có lẽ thì khoảng 1-2 tháng nữa thôi thì sẽ hình thành vài căn nhà tại vị trí này. Bởi vì khách lúc trước mua là cũng để sử dụng và xây nhà đó anh chị. Chạy ra khúc đường nhựa bên ngoài để dẫn thẳng ra ngay chợ Long Vĩnh, cách lợ Long Vĩnh là khoảng độ 1,5 cây số nha. Bây giờ Hoàng sẽ di chuyển qua hai cái rất liền kề ngày hôm nay mà chủ đang kêu bán. Lô này thì 10m nè, cũng đã bán rồi. Tiếp tục lô thứ 2 này thì Hoàng cũng đã bán rồi nha anh chị. Hiện tại Hoàng đang hỗ trợ làm sổ cho khách đấy. Mình là lô số 3, số 4 và ngày hôm nay thì chủ bán luôn một cặp này, không bán lẻ nha. Với phần mặt tiền là 19,7m dài xuống 103m. Đây, lô số 3 và lô số 4 là hai lô liền kề. Lô số 5 Hoàng đã bán rồi. Và bây giờ thì Hoàng sẽ thể hiện giấy tờ sổ sách đàng hoàng cho anh chị xem nha. Vị trí nằm tại ấp Long Phú, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tại vị trí khu đông dân cư, đặc biệt là gần tuyến đường DT786 và chợ Long Vĩnh, cách khoảng 1,5 cây số. Về Sài Gòn là 80 cây nha anh chị. Ngày hôm nay thì đây là cuốn sổ tổng lớn và hiện tại thì Hoàng đang hỗ trợ chuyển nhượng 3 lô đất kia cũng sắp hoàn tất rồi anh chị. Trên đây thì nó có 100m² thổ cư, tuy nhiên thì chủ đã chia cho các lô vừa bán rồi đấy. Ngày hôm nay còn lại hai công đất này thì chủ bán là chưa thổ cư nha. Nếu anh chị có điều kiện thì vẫn lên thổ cư bình thường. Đây là hình dạng thứ đất anh chị. Ngay cái khung mà Hoàng vẽ ô vuông màu đỏ đấy là vị trí đất của mình. Còn hai bên rìa đều đã có chủ mới hết rồi. Đất của mình thì quay hướng Tây Bắc, tiếp giáp mặt tiền đường đất là 19,7m. Sau đó hai cạnh dài vào đều là 103m, dài ngoằng luôn nha. Và mặt hậu vẫn là 19,7m như phần mặt tiền. Đất rất đẹp nha mọi người, phù hợp để xây nhà nè, lập vườn, chăn nuôi, làm trang trại, vân 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 vân. Đường đất này thì xe hơi, xe tải vào ra thoải mái. Rồi, xin mời anh chị cùng Hoàng xem thực tế bên ngoài nha. Bắt đầu từ cái trụ này nè anh chị. Đó, mình dài xuống là 103m, gần tới cái hàng tràm phía sau nha. Còn từ đây kéo dài qua hết là 19,7m và dài xuống 103m. Hậu đất vẫn là 19,7m như phần mặt tiền. Nếu mà anh chị mua được lô này thì cái mặt tiền của anh chị sẽ rộng hơn các lô kế bên nha. Mình liền canh liền kề hai lô cặp đôi. Đó, ở phía sau cũng có cắm trụ đấy anh chị. Từ cái trụ này bỏ cây trụ và cái trụ thứ hai nè. Nền đất thì bằng phẳng và thổ dưỡng tốt nha. Chỗ này trồng cây lập phương, trồng cây ăn trái là thoải mái. Đó, anh chị thấy là từ cây trụ qua cái hàng rào bên phải, đường rất là rộng rãi nha. Và nếu mà anh chị để mặt tiền nó thoải mái, rộng rãi hơn thì mình có thể bỏ vào 1-2m nữa cho cung đường nó rộng ra. Vừa qua một cây trụ là hết 10m, tới đây nữa là lô bên đây thì bán rồi nha anh chị. Đó, tới đây là 19,7m. Từ bên đó qua tới bên đây. Cạnh này dài xuống vẫn là 103m nha. Nguyên một khuôn viên đất của mình với tổng diện tích là 2 công đất 2000m2. Hiện trạng sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm khác. Và như ban đầu Hoàng đã nói, Hoàng đã kiểm tra quy hoạch rồi. Khu này là phủ hồng 100% luôn nha. Đó. Nếu mà anh chị cần lên thổ cư thì Hoàng sẽ hỗ trợ vấn đề thổ cư cho anh chị. Chỗ này chạy sâu vào bên trong thì vẫn có nhà cửa dân cư nha anh chị. Đi thẳng là đụng cái nhà đó. Còn quẹo phải theo cái hướng này vào bên trong thì cũng có nhà luôn nha. Và miếng đất cặp mình bên đây nè anh chị, đã tiến hành khởi công đào móng và xây nhà rồi. Anh chị này cũng ở Tây Ninh luôn, về đây để an cư nha. Chỗ này thì cách trường học cấp mẫu giáo cấp 1, 2 là khoảng độ 500-600m thôi anh chị. Và để gấp rút cho chuẩn bị nông thôn mới của xã Long Vĩnh thì các tuyến đường đã và đang bắt đầu lên nhựa. Những tuyến đường đất thì lên bê tông, còn những tuyến đường đất đỏ sẽ lên nhựa nha anh chị. Cho anh chị xem lại một lần nữa cái mặt bằng đất của mình nè. Đối diện đất là nhà cửa dân cư. Chạy ra khúc đường nhựa bên ngoài thì quán xá đông dân cư hơn nữa. Rồi, bây giờ thì xin mời anh chị cùng Hoàng di chuyển từ miếng đất này ra ngoài đường nhựa và về chợ Long Vĩnh cho anh chị xem nha. Bên trái của mình là một cái sân bóng đá đấy, mini. Vào cứ mỗi buổi chiều là khu vực này tập trung khá là đông. Nó xe cộ qua lại là đường nhựa bên ngoài. Quẹo phải là vẫn là đường thông nha, thông ra 786 bên ngoài. Hoặc là anh chị chạy tiếp thì đụng sông Vàm Cổ Đông, cách sông Vàm Cổ Đông khoảng 1 cây số. Còn mình sẽ quẹo sang trái để ra đường DT786 ngay khúc của chợ Long Vĩnh.
quan trọng nhất vẫn là giá cả thôi. Thì giai đoạn trước chủ bán 3 miếng kia thì có thổ cư anh chị với giá trị là 390 triệu một lô, với mỗi lô là 10 mét dài xuống 103, chia ra là 39 triệu một mét ngang. Thì ngày hôm nay chính chủ cũng đang kêu bán hai lô này, tuy nhiên là chưa có thổ cư, thì chủ sẽ hạ giá về là 37 triệu một mét ngang. Tính ra bớt mỗi lô á là 20 triệu đó anh chị. Như vậy thì mình lấy cho 37 triệu một mét ngang nhân cho 19,7, tổng giá trị hai lô đất này ra sẽ là 729 triệu. Đấy, và chủ sẽ bán luôn một cặp này chứ không có bán lẻ nha. Anh chị nào thấy phù hợp với tầm tài chính và nhu cầu sử dụng, hãy gọi ngay với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139 nha. Mình vừa chạy qua khu vực trường học đó chị. Còn chạy tiếp tục ra khoảng độ là 600-700m là đụng ngay cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ chợ Long Vĩnh nè. Đây, đây là khu vực chợ Long Vĩnh vào buổi chiều, tập trung quán xá rất là đông. Và cũng như video này thì Hoàng cũng thông báo là Hoàng có nhận hỗ trợ thủ tục pháp lý đất đai về chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích, cấp đổi, cấp mới, vân vân và vân vân nha. Anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình luôn, 0981877139. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Về nhà và đất tại Tây Ninh.